À, thưa chúng con kính tri ân thỉnh tọa minh hạnh, bạch chư tôn đức kính thưa đại chúng, bài học thắng pháp hôm nay bài 51 toát yếu giác phần bát chi đạo. Chúng con cung thỉnh từ tọa giác đẳng từ bi giảng nhập bài học. Xin thưa chư tôn minh hạnh, cảm ơn cô lần giảng nguyện. Nam mô Phật thầy ạ, kính lễ thưa tọa thượng sư, lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài học cuối của Toát Yếu Giác Phật. Và trong danh từ Phật học thì chúng ta có những danh từ như là thiền chi, giác chi, đạo chi. Thưa quý vị, thiền chi hay là giác chi đó đều là những cái thành tố để tạo nên một cái gì đó. Ví dụ như thiền chi thì tạo thành thiền chứng, và giác chi tạo thành tuệ giác. Nhưng mà đạo chi thì không có tạo thành niết bàn, mặc dù đạo chi được gọi là con đường dẫn đến diệt khổ. Như tất cả chúng ta đều đã được nghe đó là con đường dẫn đến hòn núi, nhưng mà con đường không có tạo nên hòn núi. Và bởi vì con đường dẫn đến hòn núi mà không tạo nên hòn núi, do đó gọi là bát giác. Và hôm nay thưa quý vị, chúng ta sẽ được nghe thượng tọa giảng về đề tài này. Dĩ nhiên là căn bản là chúng ta trong lớp thắng pháp thì chúng ta phải nói rằng đề tài bát chánh đạo hay là bát đạo chi được xem như là một đề tài mang nhiều khía cạnh pháp học, pháp hành và kinh tạng, thắng pháp tạng, mỗi một phạm vi cho chúng ta một cái nhìn khác nhau. Đây là một đề tài rất cần chúng ta nhìn một cách nghiêm túc sâu sắc. Bây giờ mời cô Lan Nhân Nguyệt đọc cho bài học do thượng tọa tiến sĩ biên soạn, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh thượng tọa tiến sĩ giảng dạy bài học ngày hôm nay. Sa thưa chúc con kính tri ân thượng tọa giác đẳng đã dẫn nhập cho bài học. Vậy thì con xin đọc phần chính văn bài học thắng pháp hôm nay bài 51 toát yếu giác phần bát chi đạo. Tám đạo chi đưa đến sự chứng ngộ niết bàn, nhưng niết bàn không phải là sở tạo của đạo chi. Trong lúc năm thiền chi là thành tố tác thành thiền chứng, và bảy là thành tố tác thành tuệ giác, đạo chi không mang tính năng sở như vậy. Hiểu được ý nghĩa này thì nhận ra được khái niệm mắc giác đạo. Bát chi đạo gọi chung là đạo đế, một sự thật về con đường dẫn đến sự giác ngộ, đến sự giải thoát tối thượng mà chư Phật đã khám phá và truyền dạy. Sự trình bày bát chi đạo trong thắng pháp trong phạm trù vĩ mô cho thấy nhiều sự tế nhị không tìm thấy ở kinh tạng. Cũng như tất cả đề tài khác trong toát yếu giác phần, bát chi đạo cần hiểu rõ trên cả hai phương diện pháp học và pháp hành. 7. Bát chi đạo Atta Maggangani. Danh từ Magganga, Magganga gồm hai từ tố Magga và Anga. Trong phần trước đã có đề cập thập nhị chi đạo rồi. Ở đây chi đạo trong giác phần thì có nghĩa là chi phần về con đường đưa đến giác ngộ niết bàn. Tám chi đạo là: một, chánh kiến samadhi. Chi pháp là tâm sở trí tuệ trong tâm thiện dục giới và tâm thiện siêu thế. Trong tâm thiện dục giới, chánh kiến là thấy đúng, hiểu biết tứ đế, hiểu biết nghiệp báo nhân quả, hiểu biết tam tướng pháp hữu vi. Còn trong tâm siêu thế, chánh kiến có mãnh lực trừ tà kiến và các pháp phiền não hợp với tà kiến. 2. Chánh tư duy Sammasankappa. Chi pháp là tâm sở tầm trong tâm thiện dục giới và tâm siêu thế. Trong tâm thiện dục giới, chánh tư duy là sự suy nghĩ đúng, tư duy ly dục, tư duy vô sân và tư duy bất hại. Còn trong tâm siêu thế thì chánh tư duy có mãnh lực trừ tà tư duy và các pháp thiền và các pháp phiền não hợp với tà tư duy. 3. Ngữ Sammavacca. Chi pháp là tâm sở chánh ngữ trong tâm thiện dục giới và tâm siêu thế. Trong tâm thiện dục giới, chánh ngữ là kiên tránh bốn khẩu ác: nói dối, nói ly gián, nói độc ác, nói nhảm nhí. Trong tâm siêu thế thì chánh ngữ
là mãnh lực trừ tà ngữ và các pháp phiền não hợp với tà ngữ. 4. Chánh nghiệp Samakamanto. Chi pháp là tâm sở chánh nghiệp trong tâm thiện dục giới và tâm siêu thế. Trong tâm thiện dục giới, chánh nghiệp là sự kiêng tránh ba thân hành ác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Trong tâm siêu thế thì chánh nghiệp là mãnh lực trừ tà nghiệp và các pháp phiền não hợp với tà nghiệp. 5. Chánh mạng Samajivo. Chi pháp là tâm sở chánh mạng trong tâm thiện dục giới và tâm siêu thế. Trong tâm thiện dục giới, chánh mạng là sự kiêng tránh nuôi mạng bằng nghề nghiệp với thân khẩu ý ác. Trong tâm siêu thế thì chánh mạng là mãnh lực trừ tà mạng và các phiền não hợp tà mạng. 6. Chánh tinh tấn Samavayamo. Chi pháp là tâm sở cần trong tâm thiện dục giới và tâm siêu thế. Trong tâm thiện dục giới, chánh tinh tấn có chức năng ngăn trừ ác pháp và tu trì thiện pháp. Trong tâm siêu thế thì chánh tinh tấn có mãnh lực trừ tà tinh tấn và các phiền não hợp với tà tinh tấn. 7. Chánh niệm Samasati. Chi pháp là tâm sở niệm trong tâm thiện dục giới và tâm siêu thế. Trong tâm thiện dục giới, chánh niệm là tu tập niệm xứ, ghi nhận sự hiện khởi và biến hoại của danh sắc. Trong tâm siêu thế thì chánh niệm có mãnh lực trừ tà và các phiền não tương ưng tà niệm. 8. Chánh định Samasamadhi. Chi pháp là tâm sở nhất hành trong tâm thiện dục giới và tâm siêu thế. Trong tâm thiện dục giới, chánh định có chức năng trụ tâm vững chắc trên đề mục thiền để quán triệt chân tướng các hành mà trợ đắc đạo quả. Còn trong tâm siêu thế thì chánh định có mãnh lực trừ tà định và các phiền não tương ưng tà. Bát chi đạo gồm 8 tâm sở là trí, tầm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, cần, niệm và nhất hành. Các tâm sở trí, tầm, cần niệm, cần, niệm và nhất hành mặc dù cũng có mặt trong tất cả tâm tịnh hảo, nhưng không phải trường hợp nào chúng cũng có vai trò đối phó với ác bất thiện pháp. Chúng được gọi là chi đạo trong các tâm tịnh hảo chỉ vì chúng dẫn dắt các pháp đồng sanh theo đường lối của mình. Chỉ có trường hợp 8 chi đạo trong tâm thiện dục giới và tâm siêu thế mới có chức năng đối phó với các bất thiện pháp. Tuy nhiên, bát chi đạo trong tâm siêu thế chỉ là án ngữ cho có mặt. Kỳ thật, tâm siêu thế lấy niết bàn làm đối tượng, chứ không phải lấy phiền não hay ngũ uẩn làm cảnh để tùy quán. Như vậy, chỉ có bát chi đạo trong tâm thiện dục giới, tu tập theo giới định tuệ mới thật là bát chi đạo giác phần. Trong bát chi đạo, chi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng được sắp xếp thành giới học. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định được xếp thành định học. Chánh kiến, chánh tư duy được xếp thành tuệ học. Điều đã nói và điều sắp nói, bài đã học, bài 50, Giác yếu giác phần, thất giác chi. Bài học tiếp theo, bài 52, Giác yếu hàm tận, Sapasangha, tổng quan. Chính văn bài học đến đây đã chấm dứt. Chúng con cung thỉnh tượng tọa Tỳ siêu từ bi thuyết giảng nội dung bài học. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào thượng tọa Đức Đẳng, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tụng đức. Thân chào quý bà lục cô tu nữ và chư Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài chó. Của giác phần tập yếu
góp phần tất yếu cũng là kết thúc cái chương thứ 7 trong 7 phần, 7 cái đề tài pháp giác phần. Tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ dư ý túc, ngũ nguyện, ngũ lực, thất chấp chi và bát chánh đạo. Ở đây chúng ta cũng nên hiểu chung là khi nói đến 37 bồ đề phần thì chúng ta phải hiểu đó là những cái pháp và chúng ta cần phải tu tập. Sở dĩ mà chúng tôi nói như vậy đó là bởi vì khi chúng ta học thắng pháp thì chúng ta thấy rõ những cái chi pháp ở trong bộ phần này, các cái tâm sở, 16 cái tâm sở đó thì luôn luôn là nó phối hợp được với cái tâm tình hảo cả. Thậm chí có những cái chi phần mà nó hiệp luôn cả cái tâm ngoài tâm tình hảo, tức là tâm vô tình hảo. Chẳng hạn như là tâm sở nhất hành mà chúng ta gọi là chánh định hay là định giác chi, định quyền, định lực chẳng hạn, hay là tâm sở cần, tâm sở tầm, nó cũng đều thuộc về cái tâm sở tự tha. Nó phối hợp với tâm tịnh hảo và vô tịnh hảo được. Nhưng ở đây khi mà chúng ta nói đến giác phần đó thì phải biết rằng nếu những cái chi pháp mà nó phối hợp với cái tâm thiền chứng đau đại hay là tâm siêu thế, là những cái pháp đó là những pháp đã chứng đắc, không thể là một yếu tố để giác phần được. Cho nên ở đây chúng ta phải khéo suy nghĩ để chúng ta đừng có bị lấn cấn. Khi mà chúng ta nói về bát chánh đạo hay chúng ta gọi là bát chi đạo, là mắt gần gần đi, mắt gần gắt, ở đây là chỉ đạo. Mà Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài nói là thánh đạo tám ngành. Trước đây khi mà chúng ta học ở trong phần thập nhị chi đạo, 12 chi đạo thì có chi đạo dẫn đến kết quả tốt,
thì là chánh đạo. Còn cái chi đạo mà nó dẫn đến cái kết quả xấu thì chúng ta gọi đó là tà đạo. Nhưng mà chúng ta đã định nghĩa về chữ đạo: pháp nào như là một con đường, nó vạch ra cái đường lối để các pháp đồng sanh tương ưng với nó, hướng theo cái con đường đó. Cũng như chúng ta thí dụ ở trên cái mặt đất trũng, khi mà trời mưa xuống ở động vũng, thì cái dòng nước ở phía đầu nó sẽ chảy và nó mở lối trở thành một cái dòng nước, một cái đường nước, và những nước ở phía trong nó sẽ nương theo cái đường nước đó mà nó chảy đi chỗ khác, thì chúng ta gọi cái đường nước mà được mở lối đó chúng ta gọi là con đường. Hay ở trên cái đường bộ, cái chỗ nào mà người ta đi tới đi lui nhiều, nó trở thành cái con đường, từ cái con đường mòn cho đến con đường được làm lối bằng phẳng, hoặc là con đường trải cát, trải đá hay là trắng dựa, hoặc là đổ bê tông, thì con đường đó nó phải dẫn đến một cái mục đích nào đó, một địa điểm nào đó, thì chúng ta gọi đó đạo hay là con đường. Trong cái pháp Bát Chánh Đạo mà chúng ta học đây đó, tức là con đường dẫn đến cái sự giác ngộ, dẫn đến giải thoát. Ở đây nói về Bát Chánh Đạo thì chúng ta cần phải hiểu có hai cái công đoạn. Một là Bát Chánh Đạo mà tu tập, và hai là Bát Chánh Đạo tu chứng. Bát Chánh Đạo ở trong cái tâm thiện dục giới là Bát Chánh Đạo tu tập, còn Bát Chánh Đạo mà hiệp ở trong với tâm siêu thế thì đó là Sacchikātappa, tức là cái pháp cần phải tu chứng. Cho nên khi mà chúng ta định nghĩa về đạo chi mà cần phải tu tập thì chúng ta định nghĩa cách khác. Và đạo chi mà nó hiệp ở trong cái tâm siêu thế, khi mà chứng đạo quả thì chúng ta hiểu nghĩa khác. Chúng tôi lấy một cái thí dụ. Chẳng hạn như tính kiến,
Và chúng ta định nghĩa là cái sự thấy đúng, hiểu đúng, tức là hiểu về cái lý nhân quả, hiểu về tứ đế, vân vân. Thì vậy gọi là chánh kiến. Nhưng mà chúng ta định nghĩa như vậy đó, thì chúng ta khó ăn khó nói khi mà chúng ta nói chánh kiến chi đạo ở trong cái tâm siêu thế, cũng như chánh tư duy. Người ta thường định nghĩa chánh tư duy tức là cái sự suy nghĩ đúng, ly dục tư duy, vô sân tư duy, bất hạnh tư duy, tức là suy nghĩ ly tham đối với các dục, suy nghĩ không có sân hận, suy nghĩ không có tâm não hại. Thì cái cách mà định nghĩa thì chỉ đúng với cái trường hợp là đối với sự tu tập ở trong tâm thiện sự thế, tâm thiện dục giới thôi. Còn trong tâm thiện dục giới, ở trong tâm siêu thế đó, thì chúng ta không thể định nghĩa như thế. Chánh ngữ, nếu ở trong tâm thiện dục giới đó, thì đó là cái sự tu tập mừng ngăn cái lời nói ác, cái lời nói dối, cái lời nói đâm thọc, nói lời nói vô ích. Chỉ có nói chân thật, nói hòa hợp, nói vừa ngọt và nói lời hữu ích thì đó gọi là chánh ngữ. Nhưng mà chúng ta nên biết rằng nếu mà định nghĩa như vậy đó, mà chúng ta áp dụng luôn cho cả chánh ngữ ở trong tâm siêu thế thì chúng ta sai. Bởi vì ở trong siêu thế, khi mà tâm đạo sinh khởi chỉ có lúc mà chứng đạo quả đó, thì tâm đạo sinh khởi một sát na tâm. Tâm quả siêu thế sinh khởi từ 2 cho đến 3 sát na tâm quả siêu thế. Với một vài sát na như vậy thì làm sao lúc đó một có thể nói lời chân thật, nói lời hòa hợp được. Với lại chúng ta biết cái tâm đạo tâm quả thì lấy niết bàn làm đối tượng, cho nên ngay trong lúc đó đó là chúng ta phải biết rằng này, giống như cái ngọn đèn khi mà chúng ta thắp sáng thì lúc đó ánh sáng xuất hiện thì tự nhiên bóng tối biến mất. Chứ không phải là cái ánh sáng đó nó có cái phận sự là nó xua tan bóng tối rồi nó mới tỏa sáng. Sao không phải vậy? Cho nên chỉ cần là tỏ ngộ niết bàn, là tự nhiên những cái pháp bất thiện khác nó bị đạo chi đoạn trừ. Cho nên khi mà chúng ta học về thắng pháp qua những cái pháp môn này, chúng ta phải luôn luôn dùng cái trí tư để chúng ta suy xét. Bây giờ trở lại vấn đề thưa quý vị, bài học của chúng ta đã định nghĩa mỗi một chi đạo chúng ta đều có định nghĩa hết rồi. Cho nên chúng tôi chỉ nói ở một cái khía cạnh có liên quan đến vấn đề bát chi đạo, là yếu tố dẫn đến sự giác ngộ thôi.
Bắt chánh đạo được xếp loại theo tâm học về giới định tuệ. Thì ở đây tuệ được đặt hàng đầu. Giới được đặt hàng thứ hai và định được đặt ở cái vị trí thứ ba. Nhưng kỳ thật thì khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta tu chứng động loạn. Tu chứng động loạn khi chúng ta tu tập thì cái nào yếu chúng ta tu tập trước cái đó. Nhưng mà lẽ thường thì cái phần nào của tu tập mà có cái kia làm nền tảng thì kia đứng ở hàng thứ nhì, và kia có cái nọ làm nền tảng thì đứng hàng thứ nhất. Chẳng hạn như chánh kiến, chánh tư duy nó thuộc về tuệ, tu tập tuệ là phải dựa trên cái nền tảng là định. Định ở đây nó bao hàm cả ba loại định là kalikasamati, là sát na định, upachara samati là cận định, và apana samadhi là kiên cố định hay là an trí định. Rồi định nó dựa vào cái nền tảng tuệ, cho nên ở đây đó, trong một kinh, bài kinh Cạm Xe, ngài Mantaniputta Buddha ngài trình bày để trả lời câu hỏi của tôn giả Sariputta về cái mục đích cứu cánh của đời sống phạm hạnh này. Tôn giả Sariputta mới hỏi, phải chăng cái mục đích đời sống phạm hạnh này là giới định, giới tịnh, si lớn với số thiết? Thì ngài Mantaniputta nói không phải. Rồi tôn giả sẽ lại phất hỏi tiếp, vậy thì cứu cánh của đời sống phạm hạnh này có thể là tâm tịnh, chứ tâm với xuất thí? Dạ không phải. Hay là mục đích của đời sống phạm hạnh này là kiến tịnh? Dạ cũng không phải. Hay là đoạn nghi tịnh? Hay là đạo với đạo tri kiến tịnh? Hay là hành lộ tri kiến tịnh? Hay là tri kiến tịnh tịnh? Thì lúc tôn giả Mantaniputta ngài nói là không thể nói một mà phải nói đến bảy. Ví như đường từ Saketa cho đến Savatthi con đường dài như vậy thì có bảy trạm xe. Đức vua Pasenadi khi mà đi từ Saketa đến Savatthi phải qua bảy trạm xe đó,
Nếu như bỏ một trạm xe nào thì không không có đi tới trạm xe khác được. Đến trạm nào thì phải dừng chân để mà đổ ngựa, không không? Nhờ có tu tập về giới tịnh mới dẫn đến tâm tịnh, từ tâm tịnh mới dẫn đến kiến tịnh, vân vân. Thì giới tịnh ở đây là giới sila, và tâm tịnh ở đây tức là định samadhi, và kiến tịnh đoạn nghi tịnh, đạo với đạo tri kiến tịnh, hành lộ tri kiến tịnh, tri kiến thanh tịnh, được gọi là tuệ. Thì bây giờ nói đến tu tập giới thì chúng ta cũng biết rồi. Nếu mà nói thêm bát chánh đạo đó là tu tập chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Cái sự từ bỏ, không làm, không nói những cái tà ngữ thì như vậy gọi là chánh ngữ. Chánh nghiệp là từ bỏ tà nghiệp, sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Chánh mạng tức là từ bỏ cái sự nuôi mạng bằng thân khẩu ý ác. Cho nên khi mà một vị hành giả muốn tu tập về tuệ, trước tiên là phải tu tập giới. Ở trong cuốn sách Thiết Bát Nhã Thanh Tịnh Đạo, ngài Phật Xá đã trình bày rất rõ ràng về vấn đề này. Bởi vì cái mãnh lực của cái trạng thái của giới là đưa đến sự bất hối, là không có sự hối tiếc, không có cái sự rai rứt. Khi một người không có giữ giới là họ khó có thể tu tập thiền định được. Ở đây nói là nói đối với bậc xuất gia. Bậc xuất gia thì cái phần mà tu giới phải tu lâu dài, ngay từ khi xuất gia đã giữ giới thanh tịnh. Nghĩa là thu thúc giới bổn thanh tịnh lâu dài, rồi sau đó mới tu thiền định được. Còn như đối với người tại gia cư sĩ đó, thì họ muốn tu tập thiền định đó, muốn tu tập thiền chỉ hay thiền quán, thì họ không cần phải giữ giới lâu dài. Họ chỉ trong một giây phút trước khi khởi lên tuệ quán là họ ăn trốn giới rồi. Có hai kẻ lạ mặt trà trộn vào quần chúng để đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Họ cười thì lợi dụng
cái cơ hội đông người để mà móc túi, và anh ta móc túi thành công, móc túi lấy tài sản của người khác thành công. Còn anh kia, lúc ban đầu anh ta cũng đi chùa với cái mục đích đó, nhưng mà sau đó thì anh ta lại không có hành động như là cái người thứ nhất mà anh ta chú tâm nghe cái Phật thuyết pháp, anh ta chứng quả tu đường vườn cũng được thôi, thứ gì chứng quả tu đường vườn cũng được thôi. Cho nên ở trong Thắng Pháp Tập Yếu Luận, khi giải thích ở điểm này thì các ngài nói rằng đời sống của vị tỳ kheo phải là người mà an trú trong giới vững chắc. Và thì mốt khách sạn Phà Rô, tức là thu thúc giới bổ. Không có bị đấm nhơ, không có bị lũng đức. Thứ hai, in ri giê xu sang hô tô, tức là thu thúc lục căn. Đó cũng là cách chữ giới. Mắt tai mũi lưỡi thân ý có cái sự kiểm soát đối bậc xuất gia. Bậc xuất gia à chi quá bảy xuất thí giữ giới bằng cách là nuôi mạng thanh tịnh, tức là sống bằng chánh mạng chứ không có sống tà mạng. Và thứ tư, vừa có chánh giác sanisita sila, là vị xuất gia khi mà thọ dụng tứ sự của người khác cúng dường thì phải quán tưởng. Thì như vậy và tu giới làm nền tảng cho chơi định. Khi chúng ta nói đến định ở trong Bát Chánh Đạo thì định gần có ba phần, gần có ba chi, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chúng ta hỏi sao gì thì ở đây thưa quý vị, định nó thuộc về tăng thượng tâm ở thi chích tắc, tăng thượng tâm. Định phải do cái yếu tố là niệm, và niệm một cách liên tục kiên trì, tức là tinh tấn. Tinh tấn niệm nó mới phát ra lên chánh định được, đắc được thiền, thiền định. Cho nên ở đây cần phải có chánh tinh tấn, chánh niệm, nó hỗ trợ cho chánh định. Chúng ta nói đến giới là giới tịnh. Định ở đây là tâm tịnh, chính tâm vị xuất thí, bắt đầu từ cái tịnh thứ ba cho đến cái tịnh thứ bảy. Thì cái đức thuộc phần tuệ, thì có người sẽ hỏi rằng vậy,
mình tu tuệ có cần phải tu thiền chỉ đắc trước hay không? Thì thưa quý vị, ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là hành giả có thể là Samatha Yadika, tức là lấy kỹ để chỉ tịnh làm là phương tiện, hay trong tiếng Hán là đại dịch là ta nói chỉ thừa. Thừa tức là chiếc cổ xe. Ở đây chúng ta phải hiểu là phương tiện, cái phương tiện để di chuyển. Cho nên nếu một người mà họ có thể họ tu đắc thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, hay là không vô vi xứ, thú vi xứ, xứ vô sở xứ, phi tưởng vi tưởng xứ, họ tu thì chỉ xong rồi họ mới tu tuệ, tức là tu thiền quán, thì đó là tốt nhất. Nhưng mà có những vị hành giả họ không cần phải trải qua tu chứng thiền chỉ, bởi vì đối với hành giả thì được gọi là Vipassana Yadika, hay gọi là quán thừa, tức là dùng cái phương tiện thiền quán, phương tiện thiền quán. Và cái người, cái vị hành giả mà dùng cái phương tiện thiền thiền quán Vipassana Yadika thì vị này cũng được gọi là Sukha Vipassaka. Là quán khô. Sukha ở đây là chữ hai chữ K, quý vị, K K H. Cả cái hát gọi là Sukha Vipassaka. Sukha Vipassaka. Quý vị nhớ chữ Sukha. Chữ Sukha là chữ đó đó. Có nhiều chỗ họ dịch là quán lạc, họ lầm với cái chữ xuất khát, họ nói là xuất khát Vipassaka. Cái chữ này là sai. Cái chữ xúc, chữ ca, cái hát mới đúng rồi, sự quý vị. Chứ còn viết cái chữ đó là sai. Sai cho nên họ mới dịch sai. Họ mới dịch ra nghĩa sai. Sao quán lạc được. Cho nên cái chỗ này chúng ta phải hiểu là khô ở đây á, tức là không có thiền. Ngài và thử tỉnh sự ngài nói nôm na là thiền khô, thiền ướt á, quý vị. Vì hành giả thiện khô, hành giả thiện ước, nó nôm na như vậy. Nhưng mà đúng từ xuất khốc cá, tức là vị này chỉ có minh sát khô khan thôi, chỉ có minh sát khô khan thôi, không có thiện. Cũng giống như chúng ta ăn cơm mà chỉ ăn khô khan chứ không có canh. Còn có những bữa ăn thì có vừa có cơm vừa có canh, giống như là chúng ta tu quán tu tuệ mà có thiền đó mới được. Thì bây giờ chúng ta sẽ hỏi rằng là nếu
Mà nói vậy đó, thì nơi giới năm sanh định, định năm sanh tuệ. Bởi vì giới định tuệ hay là thất tịnh, bảy tịnh này nó phải thứ lớp có mặt. Thế thì bây giờ mà nói là tu tập thiền quán khởi gần định như vậy thì sao đây? Thưa quý vị, ở trong Thắng Pháp giải thích rằng là khi nói đến si lắc quy xuất thí, giới tịnh, cái trạm xe thứ nhất đi đến cái trạm xe thứ hai gọi là chích tắc quy xuất thí, là tâm tịnh. Tâm tịnh ở đây tức là chỉ cho ba cái loại định. Khanika samathi là sát định, upachara samathi là cận định, và apana samathi là kiên cố định. Một vị mà chỉ thừa gọi là samatha yadika, dùng cái phương tiện chỉ thừa để mà tu tuệ đó, tức là vị này đắc thiền định xong rồi, đắc apana samathi rồi mới là chuyển qua cái thiền quán. Còn nếu như vị này cũng dùng cái điều mục chỉ, nhưng mà chỉ đạt đến cái trạng thái upachara samathi chứ chưa có đắc thiền, đạt đến cận định, người ta cũng dùng cận định lên để tập thiền cũng được, đâu sao đâu, không sao cả. Còn một cách khác nữa, tức là khỏi cần phải dùng samatha kamatha thana, tức là khỏi cần dùng chỉ nghiệp xứ đề mục thì chỉ, người ta chỉ cần có cái chánh tinh tấn trên niệm. Niệm ở đây là niệm ở trong danh sách, niệm thẳng vào danh sách, tức là người ta phân định nam rupa pariccheda jnana bằng cái tâm thiện dục giới. Cái tâm thiện dục giới, tâm thiện dục giới lúc nào cũng có ekakata cả, mà ekakata đó mà có chánh tinh tấn và có chánh niệm, niệm cho nó thuần thục thì lúc bây giờ đi cái ngõ đó cũng được. Nhưng mà cái sự tập này, cái sự chú tâm này được gọi là khanika samathi, là sát na định. Sát na định đó cũng dẫn đến tuệ quán được như thường, tuệ minh sát được như thường, chứ không nhất thiết phải là apana samathi, là an chỉ định hay kiên cố định. Cho nên ở đây khi nói đến tâm tịnh đó, thì chúng ta biết qua cái ải đó, đó, qua cái khâu đó, cái giai đoạn đó là vị hành giả phải tập trung. Mặc dù không phải tập trung ở chỗ thiền chỉ, nhưng mà vẫn có cái sự tập trung. Vị hành giả ngồi nhìn, quán nhìn cái thân này, ngũ quẩn này, và phân tích danh và sắc. Cái đó là bắt đầu có sự tập trung vào khanika samathi, sát na định. Và khi mà họ đã tập trung được như vậy đó, thì họ vẫn có thể, cái sát na định đó vẫn có thể trợ duyên cho tuệ quán nó phát sanh lên. Tuệ quá phát sanh lên. Cho nên về cái phần tuệ ở đây thì chúng ta phải hiểu rằng khi nói đến chánh kiến, chánh tư duy là phần tuệ trong bát chánh đạo. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái chánh tư duy là khi nào cái tư tưởng
của một cái vị tu tập về tuệ minh sát, thì ngay trong lúc đó là không có len lỏi những cái dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Cho nên lúc đó, lúc đang hành thiền, lúc đang thiền quán, thì lúc đó là đã có chánh tư duy, là thuộc phần tuệ. Rồi vị này nhận thức được danh sắc đối với ngũ uẩn và loại bỏ cái một cái kim thực về ngã, bỏ cái đó đi. Bởi vì thấy các pháp sắc là sắc quẩn, thọ tưởng hành thức là danh quẩn, chỉ thấy là sắc thôi, đó là chánh kiến. Rồi chẳng những vậy mà vị đó tiếp tục suy quán và tìm hiểu cái duyên sanh ra danh sắc nam rupa bát tỳ giá và tất cả nhàn á, đều có tuệ để mà biết được cái duyên sanh ra danh sắc. Tuệ duyên sanh ra danh sắc ở đây thì phải cái duyên sanh ra danh sắc thì chúng ta phải biết là do hành vô minh duy cho hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Rồi bắt đầu cái kiến thức mà học về duyên sinh đó, thập nhị duyên duyên, nó cũng có tác dụng cho chúng ta lớn ở trong cái việc này. Thì đó cũng là tuệ, thưa quý vị, cũng là chánh tư duy, cũng là chánh kiến. Khi mà thấy được duyên danh sắc cũng là chánh kiến. Rồi tiếp tục sau khi thấy được duyên của danh sắc thì vị đó sẽ nhận thức được cái sự sanh diệt vô thường, khổ vô ngã của danh sắc. Thấy được tam tướng đối với danh sắc ngũ uẩn thì cái này cũng là chánh kiến, vân vân. Thì như vậy ở đây đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là khi mà chúng ta nói về bát chánh đạo đó, mà chúng ta chỉ tách rời ra từng chi chúng ta định nghĩa thôi, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái này chúng ta chỉ học theo kiểu là chúng ta đi mua sắm cái nguyên liệu về, rồi chúng ta để một rổ rau củ quả ở cạnh bếp lò để chúng ta chưa có nấu thành cái món ăn và chúng ta chưa có thưởng thức được. Cho nên hôm nay đó, thay vì giảng về bát chánh đạo mà giảng cái chi pháp, thì quý vị đã nghe chi pháp rồi, nghe định nghĩa rồi, chúng tôi không cần phải nói lại lặp lại. Mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị làm như thế nào để chúng ta hiểu được bát chánh đạo như là con đường để dẫn đến sự giác ngộ, và sự giác ngộ đó là cái thành quả mà chúng ta đã nấu thành bữa ăn và thưởng thức cái món ăn đó, chúng ta thưởng thức món ăn đó, chứ không thể chúng ta định nghĩa riêng từng phần chi đạo giống như là chúng ta điểm qua các cái nguyên liệu rau củ quả, nước tương nước mắm hay đường bột ngọt, chúng ta để từng phần ở trên cái bàn bếp đó thì chúng ta sẽ không thưởng thức, không ăn được. Ở đây đó, thì người Phật tử chúng ta khi mà học Phật pháp á, tất nhiên nếu như mà chúng ta mới học ban đầu thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải
gặp khó khăn để chúng ta hiểu cái vấn đề này. Nhưng nếu ngày nào chúng ta cũng suy tư, ngày nào chúng ta cũng nghe, ngày nào chúng ta cũng suy tư, thì lâu ngày thưa quý vị, mưa dầm thấm đất, lúc đó chúng ta sẽ thấm. Chứ còn nếu như mà chúng ta chỉ học phớt phớt qua như vậy đó, giống như chúng ta điểm danh chi pháp đó, thì nó sẽ không có tác dụng gì đến cái việc tu tập của chúng ta. Ngay cả bây giờ khi nói đến bát chánh đạo thì ai cũng thuộc lòng cái chi pháp đó hết. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh nặng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, ai cũng thuộc lòng hết. Nhưng mà khi hỏi rằng là thế nào là bát chánh đạo tu tập và thế nào là bát chánh đạo tu chứng, thì chúng ta lại ngập ngừng, chúng ta không có nhận ra được. Và nếu nói là tu tập bát chánh đạo thì chúng ta tu tập như thế nào? Không phải là chúng ta đứng xếp hàng, bữa nay chúng ta tu tập chánh kiến, rồi mai tu tập chánh tư duy, không phải vậy. Mà trước tiên là chúng ta phải tu tập về giới. Và ở đây cô động lại trong ba cái yếu tố về giới là chúng ta kiểm soát cái lời nói của mình, để chúng ta từ bỏ cái lời nói ác, cái lời nói bất thiện. Và như vậy là chánh ngữ, chúng ta tu tập chánh ngữ, chúng ta kiểm soát hành động, cái hành vi của mình, từ bỏ cái hành vi ác, sát sanh trộm cắp tà dâm, chúng ta từ bỏ cái đó, tức là chúng ta đang tu tập về chánh niệm. Chúng ta từ bỏ những cái nghề nghiệp nuôi mạng bất chánh, hay là chúng ta từ bỏ những cái động tác mà có cái ý vụ lợi, như đối với bậc xuất gia chẳng hạn, từ bỏ những cái đó, từ bỏ những cái cách làm môi giới, hay là từ bỏ những cái cách mà mình nói ướt, hoặc là từ bỏ những cách là chúng ta nói đe dọa, hoặc là từ bỏ những cách mà chúng ta khoe khoang những cái pháp bậc thượng nhân chẳng hạn, thì cái đó là gọi là tu tập về chánh mạng. Sau khi mà chúng ta đã tu tập về giới như vậy đó rồi, thì bắt đầu chúng ta mới luyện tập những chi phần của chánh định, những chi phần của chánh định chúng ta gọi là samma samma thi căn gác, chi phần của chánh định, tức là cái tâm này nó lười biếng, chúng ta phải cố gắng làm sao đủ mọi cách để vực dậy cái tâm này cho có cái sự tinh tấn nỗ lực. Rồi cái tâm này bị phóng dật, thất niệm hay suy nghĩ lung tung, chúng ta phải bắt đầu chú tâm niệm ơn Đức Phật, niệm Đức Pháp, niệm Đức Tăng, hay là chú tâm niệm tưởng về thân thể trượt, hoặc là chúng ta niệm tưởng về, chúng ta chú tâm niệm về hơi thở chẳng hạn, là để gom tâm lại. Nếu đắc thiền rồi, lấy cái kiên cố định đó để mà chúng ta tu tập tuệ cũng được. Còn nếu không thì sau khi chúng ta tu tập bằng cái sự tinh tấn, bằng chánh tinh tấn chánh niệm như vậy rồi, chúng ta dùng cái sát na định đó để mà chúng ta tu tập về tuệ cũng được. Thì nói tu tập về tuệ ở đây đó, nếu mà chúng ta chỉ nói khơi khơi là tu tập về chánh kiến, chánh tư duy, biết đâu mà tu
Bây giờ chúng ta phải làm sao để có được cái chánh kiến. Tức là chúng ta phải làm sao từ bỏ cái điên đảo kiến về thường lạc ngã tịnh cái đó. Chúng ta từ bỏ cái điên đảo kiến điếp chí vi pa là sao? Bằng cách là chúng ta phải thấy được ngũ quẩn này chỉ là danh và sắc thôi, chỉ là danh sắc vốn vô thường, sanh diệt có sanh có diệt có sanh ơi là vô thường. Cái gì vô thường? Thời đó khổ bởi vì cái sự diễn biến liên tục, cái trạng thái bức xúc cho nên gọi là khổ. Mà cái gì vô thường khổ? Không theo cái sự sắp đặt của một quyền năng nào hết, thì như vậy là vô ngã. Đó là chánh kiến. Mà bắt đầu khi đã có được ba cái tuệ đầu của thú vị là có chánh kiến rồi, thì bây giờ vì sao này chánh tư duy? Khi mà chúng ta nhìn thấy như thế đó, chúng ta thấy sanh diệt vô thường, rồi phân gác nhà nát, tức là chúng ta thấy danh sắc này nó cứ diệt, cứ hoại diệt, hoại diệt, hoại diệt, nó không có tồn tại, cũng là chánh kiến. Rồi chúng ta thấy Ubayapaya Jnana, tức là chúng ta thấy cái sự sanh diệt của nó bằng cái trí tuệ, cũng là chánh kiến. Nhưng bắt đầu Phaya Jnana là thấy sợ, Adinava Jnana là hiểu được cái nguy hiểm của nó, thì bắt đầu từ đó trở đi là chánh tư duy, thưa quý vị. Cho nên tại sao mà gọi là chánh kiến, chánh tư duy của tuệ? Vì nó từng cái giai đoạn một, giai đoạn trước, giai đoạn sau, trong mười hoặc 12 hay hoặc 16 cái tuệ quán minh sát, thì ba cái tuệ đầu nó thuộc về chánh kiến này. Nhất là khi mà chúng ta đạt đến kiến tịnh điếp chí vi xuất thí, rồi đoạn nghi tịnh căn kha vitarana vi xuất thí, đạt đến hai cái tịnh đó thuộc về tuệ đó. Hai tịnh đó nó khởi lên chánh kiến, do thấy, do phân biệt danh sắc và hiển duyên danh sắc, rồi sau đó chúng ta mới thấy cái tuệ thẩm sát samasana jnana, hay là quán triệt về tâm tướng. Quán triệt tâm tướng đó cũng thuộc chánh tư duy, và thấy sự sanh diệt của danh sắc. Như vậy trong bốn cái tuệ đầu thuộc chánh kiến, những từ sau thuộc chánh tư duy, bởi vì mỗi cái suy nghĩ là đúng hết. Nhìn cái pháp hành hay pháp hữu vi, thấy có sự nguy hiểm, thấy sợ, thấy sự nguy hiểm, cũng giống như ở trong thanh tịnh đạo giải thích, giống như là khi mà một người đang bước đi, bất chợt có một cái hầm trong với những cái cây trông nhọn quắc, người đó đứng khựng lại và nhìn xuống, cảm thấy hốt hoảng, nghĩ rằng nếu mà té xuống này thì không có lũng ruột, cũng là bị gãy tay gãy chân vân vân, bị trầy xước. Cho nên khi mà thấy như vậy thì cái tư duy nó không còn
cái sự mê đắm là dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy nữa. Và lúc đó cái tư duy đó là ly dục, vô sân và bất hại. Bởi vì mình thấy, mình sợ hãi, thấy được cái sự nguy hiểm, ai đi nó quá, nhà nó, vân vân. Thì như vậy đó thưa quý vị, cái cách mà chúng ta tu tập theo Bát Chánh Đạo là chúng ta phải đi theo cái đường lối này thì chúng ta mới dẫn đến cái sự giác ngộ được. Chứ còn nếu mà chúng ta không đi theo cái đường lối này đó, không theo đi theo cái đường lối thất tịnh hay là giới định tuệ đó, chúng ta không có trải nghiệm Bát Chánh Đạo qua thất tịnh hay là giới định tuệ thì không thể hiểu được tại sao Bát Chánh Đạo lại là một giác phần Bodhipakkhiya. Thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị bài học để đến đây thôi. Những phần thời gian còn lại chư tăng sẽ có cái thảo luận. Thường thường thì chúng ta biết là trong cái ngày, những cái ngày mà dạy Pali hay là những cái ngày mà dạy thám pháp đó, các vị giảng sư gì vắng mặt hết. Cho nên chúng tôi cũng phải cố gắng làm sao để cùng với Thượng Tọa Giác Đẳng làm cho hết cái thời gian của buổi học. Bây giờ xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại chia sẻ về bài học ngày hôm nay, và sau đó chúng ta sẽ có cái buổi thảo luận. Nam mô Bụt Thầy. Sa thưa kính thưa nhà, chúng ta thực sự quý có phải vừa rồi. Quý vị có lẽ ở trong lúc hôm nay không có vị nào. Thế thì như vậy, sư huynh, mấy hôm nay sư huynh cũng đang nhiễm bệnh đó. Rồi sư huynh nói chuyện nãy dừng một tiếng đồng hồ. Thế sư huynh nghĩ còn lại thì sư đệ sẽ lo. Dạ, để tránh sư huynh đi nghỉ. Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử. Chúng ta không có xa lạ gì với đề tài Bát Chánh Đạo. Nhưng mà chúng tôi nhớ ngày xưa sư trưởng có dạy rằng có những pháp nào mà mình đã nghe rồi, đã học rồi, nhưng mà mình được dịp ôn nhắc lại đó thì vẫn lợi lạc, mà đôi khi còn lợi lạc nhiều hơn nữa. Một cái đặc điểm của người tu hay là học Phật pháp đó, là chúng ta càng ôm nhắc, càng thực hành thì chúng ta càng thấu hiểu nhiều hơn, thấm thía nhiều hơn. Và do vậy, chúng ta là người không Phật thì không có ngại để trở lại những cái gì rất là quen thuộc. Mà trái lại, chúng ta nên có một cái nhìn bằng thái độ nghiêm túc là đây là một đề tài quan trọng. Và có thể là mình nghĩ rằng mình hiểu rồi, mình có thể nói là mình nắm được rồi, mình nhớ rồi. Nhưng mà mình nhớ được không có nghĩa là mình hiểu được. Thì thưa quý vị, Thượng Tọa Thực Sư đã nói về Bát Chi Đạo. Thì chúng tôi ở đây cũng xin nhắc lại một vài cái điểm mà chúng ta nên biết trước nhất là những pháp này thực sự có khác biệt khi mà chúng ta đề cập qua ba cái lĩnh vực, gọi là pháp học, pháp hành và pháp thành.
Khi chúng ta nói đến pháp học đó, thì thưa quý vị, một người mà muốn khởi sự để đi vào trong cái thế giới của sự tu tập, hay nói một cách khác là để bắt đầu cái hành trình, thì người đó phải có một cái nhìn đủ sáng, đủ chính xác. Thí dụ như là mình khởi hành lên được, mà mình không biết rằng mình đi đâu, làm việc gì, gặp những trở ngại nào, cần phải chuẩn bị điều gì, thì như vậy là chúng ta thiếu chánh kiến. Tại vì sao vậy? Tại vì có hiểu rõ mục đích thì chúng ta mới xác định được đường đi. Có xác định được đường đi thì chúng ta mới biết những gì cần thiết để mà chuẩn bị, và những khó khăn nào mà mình phải vượt qua. Cái đó gọi là chánh kiến. Ngoài cái chánh kiến đó, thì thưa quý vị, chúng ta nói đến chánh tư duy là cái khả năng hướng tập đến những gì mà nên hướng tập, không để những cái tạp niệm, những cái vọng niệm, những cái dục niệm mà nó lôi kéo chúng ta. Bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng như vậy, là mình đang làm một cái gì đó mà tâm của mình cứ nghĩ vơ vẩn là mình thèm ăn món này, hay là mình giận người kia, hay là mình phải trả thù người đó. Thì thưa quý vị, những cái vọng niệm, những cái tạp niệm, những cái ác niệm đó, nó khi chúng ta không toàn tâm vào cái gì mình đang làm. Thành chánh duy đó thường được nhắc là không có dục tư duy, không có sân tư duy và không có hại tư duy. Thì sau chánh kiến, chánh tư duy đó, chúng ta cần đến chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Ba cái điều này đó là một thái độ khẳng định là có những cái ác mà chúng ta không đụng đến. Tại sao vậy? Tại vì hễ chúng ta còn có cái ác tập thì chúng ta giết chết thiện tâm của mình. Nên một cái người tu á, là một người tu đúng nghĩa là không bao giờ qua cái hành động của thân, cái lời nói của khẩu và cái sự nuôi mạng của mình mà gây tổn thương cho người khác. Thì cái đó gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó thì nó chỉ giúp cho chúng ta tránh được, xóa tan được những ác pháp mà nó chi phối mình. Nhưng mà cái việc mà gọi là những cái tố chất nội tại đó, mà chúng ta cần phải có đó, thì chúng ta phải nói đến chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh tinh tấn không đơn thuần là sự cố gắng, mà chúng tôi nói chánh tinh tấn là nghị lực, là cái sức mạnh của sự siêng năng. Và khi sức mạnh của sự siêng năng mà nó thành tựu đủ á, thì mình làm cái gì mình cảm thấy là nó hăng hái, làm cái gì cũng cảm thấy nó hưng phấn. Nếu mình có bao giờ thấy một người lười biếng á, mà làm mọi việc mà với cái năng lực đâu. Nhưng cái người tinh tấn á, là người có thừa năng lực, mà chúng ta gọi là nội lực sung mãn. Chẳng những nội lực sung mãn là chánh tinh tấn, mà chúng ta cần có cái khả năng tỉnh táo, cái khả năng đủ tỉnh táo để bắt nhịp với thực tại, để có khả năng ghi nhận một cách liên tục, một cách chính xác những gì đang xảy ra. Cái đó là chánh niệm. Và dĩ nhiên là nó cần một cái khả năng khác, đó là khả năng tập trung mà không bị lôi kéo. Lôi kéo nghĩa là mình làm cái chuyện gì đó mà mình cứ phải bị chỗ này chỗ kia, nghĩ chuyện này chuyện kia. Và cái khả năng tập trung đó gọi là chánh định.
Thì bây giờ thưa quý vị, đó là trên phương diện pháp học. Thì pháp học chúng ta nói chánh kiến trước, là chúng ta nói có một cái nhìn xác thực trước. Rồi chánh tư duy, đó là cái khả năng để tâm không có bị phan tiên, không có bị chi phối những cái tạp niệm. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, để chúng ta khẳng định là chúng ta không có bị những cái việc ác nó chi phối mình. Và chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là cho chúng ta có cái nội lực sung mãn, khả năng tỉnh táo và cái khả năng tập trung. Đó là nói phương diện thuần pháp học thứ. Nhưng mà trên phương diện pháp hành á, thì chúng ta phải nói khác đi trong cái trật tự. Ở trên phương diện pháp hành đó, thì phải đến giới trước. Giới gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Rồi tới định là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và tuệ là chánh kiến, chánh tư duy, nói sau cùng. Quý Phật tử hỏi chúng tôi rằng tại sao ở trong pháp học mà chánh kiến nói trước, chánh tư duy nói trước mà ở trong pháp hành thì khi chúng ta nói giới định tuệ là chúng ta nói về pháp hành đó, thì cái pháp hành nó tại sao nó lại nói sau cùng? Bây giờ chúng tôi tạm thí dụ như vậy là cái phương diện trồng cây á, chúng tôi nói đi nhưng mà chúng tôi chỉ hiểu thôi chứ chúng tôi không phải là người chuyên trồng cây. Cái gì, một cái người mà biết trồng cây đó là đầu tiên người đó phải làm sao cho cái miếng đất cho nó sạch chứ. Chúng ta gọi là dọn cỏ hay là dọn đất, dù mình ruộng làm rẫy hay là vườn của mình. Chúng ta không khó có thấy ai mà làm vườn, làm rẫy hay là làm ruộng á, mà để cho cỏ mọc lung tung mà chúng ta làm được hết. Tại vì những thứ đó nó sẽ hại mình. Thấy cái chuyện dọn sạch cỏ đó, nó tương tự như là giới. Giới là chỉ dọn sạch cỏ thôi. Định là gì? Định đó sự gieo trồng. Gieo trồng mạ hay trồng cái hôm hay trồng cái hạt giống suốt. Và cái sự gieo trồng đó nó được ví dụ như là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và sau sự dọn dẹp, sau dọn đất, sau sự gieo trồng đó, thì chúng ta phải có một cái công đoạn gọi là chăm sóc thích hợp. Không phải là mình gieo hạt giống xuống rồi mình không có vun phân, không có tưới nước, và chúng ta không có làm một cách chính xác. Thí dụ như là mình biết lúc nào phải làm gì. Cứ biết là mình làm ruộng phải là mình gieo mạ hay là mình cấy lúa xuống rồi mình bỏ xó đó, không phải vậy. Mà mình phải có chăm sóc thích hợp được. Thì khi người ta nói đó, người ta có thể nói trên lý thuyết là mình muốn trồng lúa và lúa trúng phải chăm sóc tốt như vậy. Nhưng muốn chăm sóc tốt như vậy đó, thì ngoài chuyện bọn chọn lúa giống thì mình phải chọn đất cho tốt, đất màu mỡ, đất gò khác và đất trũng khác. Và ngoài cái chuyện đất á, thì chúng ta phải có khả năng dọn cỏ vân vân. Thì người ta có thể nói trước và nói sau. Thật ra trên phương diện pháp học đó, chúng ta nói đến bát chánh đạo. Mà đụng tới pháp hành đó, thì chúng ta đổi sang cái giới định tuệ. Chúng ta phải nói giới trước. Định rồi tuệ. Giới có chánh kiến, chánh tư duy, giới có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Định có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và tuệ có chánh kiến, chánh tư duy. Bây giờ đó, một cái rắc rối khác mà khi chúng ta học cái này đó, không phải chúng ta học qua pháp học, không phải học pháp hành, mà chúng ta học qua pháp thành. Cái pháp thành ở đây đó là điều mà chúng ta đang nói ở trong cái giác phần tầm yếu đi. Tại vì sao vậy? Trong cái pháp thành đó, và riêng về điều này đó, thì Thắng Pháp nói rõ hơn là
kinh tạng, trong pháp tạng nó rõ hơn. Nó rõ hơn chỗ nào? Trong pháp thành đó, thì tám chi đạo này đó không thể tu trước, không thể tu sau, như là giới, như là định, như là tuệ, như chánh kiến, chánh tư, chánh nghiệp, chánh nghiệp thuộc pháp học hành. Mà tám chi đạo này phải là một sự kết tinh hòa quyện, đồng thời đồng lúc. Cái này thì chúng ta tạm lấy một cái ví dụ là khi mình đi học đó, thì mình có những môn học. Thí dụ quý vị vào đại học, mình học những cái kiến thức tổng quát, general education requirement trước, rồi chúng ta học môn này môn kia. Nhưng mà thưa quý vị, đặc biệt là khi chúng ta thi cuối khóa đó, thì trong lúc chúng ta thi đó, thì chúng ta phải vận dụng tất cả, chứ không có môn này môn kia. Hay là ở trong Minh Pháp á, người ta có một cái chữ gọi là, hồi xưa người ta gọi là một cái cách đánh kết hợp, sau này ở Việt Nam họ có cái gọi là đánh hợp đồng. Chúng ta biết rằng khi mà đề cập đến các binh chủng thì có pháo binh, rồi có không quân, rồi có bộ binh, vân vân. Nhưng mà đến khi mà họ kết hợp là họ đánh thì họ dùng những cái lực lượng gọi là lữ đoàn, tức là nó bao gồm nhiều thành phần khác nhau để đánh hợp đồng, thì nó mới tạo thành một cái trận địa được. Cái này là cái rất là khó nói trong cuộc sống. Ở cái đỉnh điểm sau cùng đó, thì cả tám chi phần đều phải hiện hữu và kết hợp một cách hòa quyện với nhau. Sự kết hợp hòa quyện này, cái sự kết tinh này đó, là không có nói nhiều ở trong kinh tạng, mà nói trong thắng pháp tạng. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là quý vị nào đã từng học về cái sự tương ưng, cái sự tương hợp giữa tâm và các thuộc tánh đó, thì trong tâm thiện dục giới, tâm thiện giới thì tâm thiện nào có chánh ngữ thì không có chánh nghiệp, không có chánh mạng. Mà tâm nào có chánh nghiệp á, thì không có chánh mạng, không có chánh ngữ. Nhưng mà trong tâm siêu thế á, thì bắt buộc là cả ba cái giới phần đó đều xuất hiện một lần. Mà dĩ nhiên quý vị hỏi rằng, ủa tại sao lạ vậy? Tại sao trong một sát na mà có cái nuôi mạng chân chánh, rồi có lời nói chân chánh, hành động chân chánh, như vậy là nó đi ba hướng khác nhau? Không phải. Ở đây cái sự tồn tại á, nó không phải là làm sao nuôi chân chánh, làm sao nói là chân chánh, tại vì tất cả đều thấy niết bàn. Nhưng mà thưa quý vị, cái này là cái kết tinh. Và cái kết tinh này đó, nó tương đối rất là khó hiểu. Rất là khó hiểu, mà chúng ta phải dùng đến một trí tưởng tượng. Bây giờ chúng tôi lấy một cái thí dụ trong đời sống hàng ngày, là cũng thời sống cô độc một mình. Nhưng mà sự sống cô độc của một người có văn hóa đó, nó khác với người không có văn hóa. Người có trình độ, nó khác với người không có trình độ. Một người mà có cái trình độ đó, hiểu biết về âm nhạc, nghệ thuật, hiểu về thi ca, hiểu về khoa học này đó, họ sống một mình. Nhưng mà trong cái một mình đó, mặc dù họ không làm việc ở phòng lab, mặc dù họ không nói chuyện văn thơ, nhưng mà cái tố chất văn hóa nó tồn tại, nó kết tinh trong sự sống một mình. Và họ sống đẹp, họ sống tốt một mình. Còn cái người sống một mình, họ cũng không làm gì hết. Nhưng mà thứ vì cái không làm, người đó rất là vô vị, tại vì nó không có được những cái tố chất nó kết tinh lại. Thì nó trên phương diện pháp thành đó, thì chúng ta phải hiểu rằng cùng một sát na tâm đạo một lúc mà có cả tám chi phần: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nhưng mà những cái pháp này nó không hướng đến những cái đối tượng bình thường, mà nó nằm ở trong cái tuệ giác gọi là quán chiếu thấy được liễu tri niết bàn. Cái đối tượng của tâm đạo lúc là niết bàn. Cái này là cái rất là khó hiểu, bởi vì chúng tôi nói rằng cái cả bao nhiêu sự giáo dục của con người đó, nó kết tinh vào trong một cái phong thái, một cái phong cách con người. Mà trong cái sự kết tinh đó, cho dù họ sống một mình hay là họ ứng xử đi nữa, thì nó cũng thể hiện cái phong thái. Dạ. Nhưng bây giờ quý Phật tử biết là
một cái người họ không có nội hàm, họ không có sự tu tập đó, khi mà đụng chuyện đó, đôi khi họ im lặng. Nhưng mà sự im lặng đó rất khác với một người mà có trình độ, có hiểu biết, có tu tập. Khi mà đụng chuyện, họ có thể giữ im lặng. Và sự im lặng đó, ở trong truyền tông gọi là sự im lặng sống sét. Sự im lặng đó là sự im lặng kết tinh của rất nhiều thứ. Và không phải sự im lặng nào cũng giống nhau. Nó chỉ trong một sát na thôi. Và do vậy, ở trong pháp hành đó, thì Bát Di Đạo nó hòa quyện. Ở đây thì, quý vị, tại vì quen, thành ra gọi là Bát Di Đạo. Nhưng mà nếu chúng tôi dịch thì chúng tôi dịch là đạo chi. Tại vì thật ra mà nói đó thì như chúng tôi nói rằng có ba cái trường hợp mà nói về cái sự kết tinh, đó là thiền chi, tức là năm chi thiền là tầm tứ nghĩ lạc định, giác chi, tức là những cái chi phần của cái tuệ giác, đó là chánh niệm, trạch pháp, cần, hỷ, khinh an, định và xả. Và đạo chi, ở đây đúng ra thì chúng ta phải dùng cái chữ đạo chi hơn là chi đạo. Đạo chi này là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. Và khi gọi là đạo chi đó thì nó không còn rời rạc nữa, mà nó phải từ phần. Lấy một cái ví dụ như vậy là quý vị nấu một cái món gì đó, người ta nói có những cái nguyên liệu. Chúng ta ngồi trình bày nguyên liệu, chúng ta nói là cái nguyên liệu này gồm có món này, món kia, cái này bỏ trước, cái này bỏ sau. Nhưng mà cái cuối cùng mà món ăn mà làm ra, quý vị lấy một cái muỗng quý vị đưa vào trong miệng đó, thì cái muỗng đó nó kết tinh tất cả những cái nguyên liệu mình để vào. Thành ra khi mà cầm cái muỗng sau cùng bỏ vào trong miệng ăn đó, thì thưa quý vị, những cái mà mình đã để vào trong cái nồi canh đó, nó được kết tinh, được hòa quyện lại với nhau, trở thành một cái vị. Và cái vị đó nó rất khác với cái vị ngọt riêng, vị chua riêng, vị cay riêng mà nó gom lại. Cái này thì cái rất là khó để diễn tả, trừ khi nào mà chúng ta chịu khó chúng ta tưởng tượng một chút. Thì bây giờ quý vị, ngoài pháp học, pháp hành và pháp thành đó, chúng ta còn nói đến một cái ý nghĩa. Và cái ý nghĩa này là cái ý nghĩa nền tảng của Đạo Phật. Đó là khi mà các vị chánh đẳng chánh giác, như trường hợp bậc đạo sư của chúng ta là vị Phật hiện tại đó, các ngài trong cái sự tu tập đã tự mình khám phá. Và cái tự mình khám phá ra là các ngài khám phá về sự khổ, nhân sinh khổ, sự diệt khổ và con đường dẫn đến diệt khổ. Thì những gì mà các ngài đã chứng ngộ, các ngài đã thấy, các ngài đã biết, nó không phải là một cái tác phẩm được sáng tác bởi chư Phật. Không phải. Mà tất cả những điều này thuộc về bản chất tự nhiên. Và chư Phật chỉ giác ngộ và chỉ nhận ra mà thôi. Thành ra đừng hiểu Bát Chánh Đạo như là những bài học luân lý. Đây là điểm rất là sợ. Bát Chánh Đạo không phải là một bài học luân lý. Bát Chánh Đạo đó là những cái định lý. Và những cái định lý này là định lý rất là thiên nhiên, chư Phật chỉ khám phá ra. Một giờ quý vị có thể chờ chúng tôi một chút nha. Hello. Dạ, xin được hỏi quý vị có nghe được không? Nếu quý Phật tử nghe được, xin quý vị qua kỹ cho biết. Dạ. Thưa quý vị, trong sự tu tập đó, có thể là
chúng ta hiểu rằng có những cái pháp tu nó cần có điều kiện. Lấy ví dụ như là bây giờ mình tu tứ niệm xứ là mình tu tập về chánh niệm, được xem như là cái căn bản của sự tu tập. Nhưng mà nếu mình tu tứ niệm xứ mà chúng ta luôn luôn bị chi phối bởi dục tư duy, bởi sân tư duy và hại tư duy đó, thì thưa quý vị, rõ ràng là chúng ta không thể tu tập được. Thành ra khi mà mình vào tu tứ niệm xứ đó, là cái người mà biết khéo thì phải làm sao mà trong sự tu tập mình không nói là chánh niệm trước, chánh tư duy trước, nhưng dần dà trong mình làm giảm đi cái gọi là tài tư duy. Một cái người tu thiền tứ niệm xứ không bao giờ tu được nếu người đó không có chánh ngữ, không có chánh mạng, không có chánh nghiệp và không chánh mạng. Cái này là cái mà rất là tự nhiên. Bốn cái lời nói mà gọi là tà ngữ là cố ý nói sai sự thật, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ và nói lời vô ích. Người nào mà còn bốn cái lời nói đó không về đi hành thiền, mà không về đi hành thiền mà tiến bộ được hết. Thành ra có nhiều người không hiểu tại sao mình cũng ngồi thiền, mình ngồi cả giờ hồ như người khác ngồi thiền. Tại vì những điều đó người đó chưa từ bỏ, chưa từ bỏ, không gì ngồi thiền được hết. Hay là căn bản mà nói khi mình tu tứ niệm xứ, bao trường thiền tu rất là tích cực, nhưng mà rời ra mình về nhà mình làm những nghề giống như là nghề sát sanh, như là bán cá, hay là tức là đi giết hại sát sanh, hay là bán rượu, bán rượu vân vân, thì chúng ta cũng không có thể nào tu tập được. Ở đây là một cái sự liên hệ. Thì như vậy khi mình tu tứ niệm xứ đó, đây là chánh định, nhưng mà khi chánh định nó lại cần có cái gọi là cái điều kiện tiên quyết. Cái điều kiện tiên quyết là chúng ta phải có giới. Giới ở đây là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chúng ta không có cái đó chúng ta không tu được. Bây giờ chúng tôi nói với quý vị như vậy là có một việc mà chúng ta không có để ý thôi. Cái người xuất gia đó là một điều mà rất là kỳ, đó là tà mạng. Không phải vì đạo đức, nhưng mà tại vì còn tà mạng thì không tu được. Chúng tôi lấy ví dụ như là chúng tôi là người xuất gia mà chúng tôi chuyên môn đi xin xỏ với Phật tử, xin cái này xin kia, cái đó là tà mạng. Hay hoặc giả là kể cả cái chuyện mà chúng tôi bày những cái chuyện mê tín, cúng bái mê tín, là về phong thủy, về bùa ngải, về thần quyền vân vân, thì cái đó nó cũng là tà mạng, tôi không tiến bộ. Mà cái người nghĩ là cái chuyện đó không hại gì, thật ra người đó chưa hiểu đâu. Khi nào mà mình nuôi mạng bằng một cách không có tương xứng, không thích hợp với đời sống của mình đó, thì mình cũng không thể phát triển niệm được, không thể nào tu thiền được. Cái này quý vị nghe kỳ phải không? Nhưng mà quả thật là nó như vậy đó. Thành ra giống như là mình đi học có người ta hay có những lớp, người ta gọi là cái lớp cái lớp mà chúng ta phải học trước, phải có. Mình muốn học lớp 2 phải có qua lớp 1. Thì khi mà mình tu chánh niệm, mặc dù nói đến chánh niệm thì mình nghĩ ngồi xuống niệm hơi thở thôi, nhưng mà nếu chúng ta không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đã được tu tập tốt thì chúng ta không có làm được việc đó. Bởi vì trong ba lời dạy của chư Phật, lời đầu là không làm các ác nghiệp, rồi thứ hai đó là mới quân tu các hạnh lành, và thứ ba là thanh lọc tâm ý. Nhưng mà chúng ta phải nói một điều là ở trong cái việc thực hành đó, thì một người mà không có cái giới học tăng thượng thì không phát triển được định học tăng thượng. Đó là điều bắt buộc. Và nếu quý vị thấy trong pháp hành đó, thì lại đừng nói trước. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định đó, nó chỉ là cái gì mà mình làm xong rồi mình bỏ qua. Không phải. Đó là những gì mà chúng ta phải thực hành, tuy có trước có sau, nhưng mà chúng ta còn phải sử dụng cho đến đích điểm sau cùng. Chúng tôi nói như vậy là ví dụ mình đi học, khi mình đi học đó, thì mình học đầu tiên đó, học toán đại số, mình học về toán số học trước, và thậm chí mình vào học cửu chương trước. Nhưng mà đừng nghĩ rằng mình học bản cửu chương hay là mình học về toán số, mai mốt mình không có xài, mai mốt mình học về toán đại số lượng giác, hay là
Nhưng là không có giống gì đi nữa, về sau này thì chúng ta cũng cần cái kiến thức đó. Không phải cái đó không cần. Thật ra có những thứ mà mình học từ ban đầu và mình xài cho đến đoạn cuối cùng luôn. Ngay cả không phải nó học mà học trò mà học rồi, mà khi mình rời mái nhà trường ra ngoài đời đó, thì cái trình độ của chúng ta nó là gì? Nó là sự kết tinh của tất cả những môn học, dù đó là nhân văn, dù đó là khoa học, dù đó là toán, dù đó là triết, dù này nó là sự kết tinh tất cả. Và sự kết tinh này chúng ta không thấy được. Đôi khi khi mình học trong trường nó có môn này môn kia, nhưng mà tại sao mình ra ngoài đời mình đâu sống bằng cái môn đó đâu. Ở trong ngoài đời là mình sống bằng một sự vận dụng của tất cả những cái kiến thức đó. Dạ. Chứ là thông tin thì chúng ta nói như vậy. Tại sao người ta nói chữ trình độ văn hóa? Tại vì một người không có học, không có trình độ đó, thì họ có những hiểu khác. Mà cái người họ có trình độ đó, thì họ nhìn vấn đề khác. Chúng tôi lấy một ví dụ như là cách đây mấy hôm chúng tôi có nói chuyện với quý Phật tử về trường học. Là có một buổi tối trăng rằm, nhìn lên mặt trăng người ta thấy có con thỏ, giống hình con thỏ, và có cảm tưởng như mặt trăng đứng yên. Nhưng mà quả thật chính là mặt trăng nó không đứng yên, nó luôn xoay, chứ nó không đứng yên như vậy. Và nó không có đi chậm như mình nghĩ đâu, nó luôn luôn xoay. Nhưng mà hỏi rằng tại sao nó xoay mà ở đây mình không thấy nó xoay, mình thấy đứng yên? Tại vì nó nằm ở trong một cái hiện tượng nó gọi là tidal lock. Tidal lock chúng ta gọi là khóa thủy triều. Chúng chỉ khóa thủy triều nghe nó khỏi hài. Nhưng mà trái đất quay, mặt trăng quay, thành ra cả hai cái quay mình cảm tưởng như là nó không quay. Dạ, thí dụ như vậy. Ví dụ như hai chiếc máy bay, một chiếc là chở xăng, một chiếc tiếp xăng, khi nó trên, nó bay cùng một vận tốc, chúng ta cảm tưởng như nó hai cái nó gần với nhau mà. Nhưng mà cả thật sự cả hai nó đều bay. Thì mặt trăng và trái đất cũng vậy. Nhưng mà những điều đó mình nói ra đó, một cái người bình thường họ có thể rất là khó hiểu nếu họ không có trình độ. Tại vì sao vậy? Tại vì ít nhất là chúng ta phải từng trải qua sự suy tư, chúng ta phải thấy thì chúng ta mới nhận ra được cái đó. Do đó tại sao ta đến trình độ? Thì điều nãy giờ chúng tôi muốn nói rằng bát chi đạo mà ở trong Pháp Thành đó, nó là sự kết tinh. Nó là sự kết tinh của cái gì? Sự kết tinh của cái mà chúng ta gọi là giới định tuệ cũng được, chánh kiến như tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định cũng được, mình nói sao cũng được. Nhưng mà ở đó là một cái sự kết tinh hòa quyện sau cùng, chúng ta gọi là Pháp Thành. Và vì điểm này đó, thì hồi nãy chúng tôi có nói rằng, trong Thắng Pháp có nói rằng ba cái thuộc tánh chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng khi mà hợp với tâm thiện đó, thì lúc nào nó cũng chỉ có một thôi. Dạ, hoặc là chánh ngữ, hoặc là chánh nghiệp, hoặc chánh mạng. Nhưng mà khi mà kết tương hợp với tâm siêu thế thì nó phải có bắt buộc cả ba. Đây là một ở trong những điểm mà Thắng Pháp cho chúng ta biết rất là nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta đề cập đến một điểm khác đó, đó gọi là chữ đạo. Cái đạo ở đây nó khác với cái chữ giác. Đạo chi nó khác với giác chi. Giác chi đó là những cái chi phần dẫn đến thành tựu tuệ giác. Nhưng mà đạo chi là những cái chi phần dẫn đến sự và dẫn đến niết bàn. Nhưng mà quý vị nên nhớ một điều chúng tôi nói, nhớ rất là rõ là niết bàn không được tạo ra bởi đạo chi. Cũng như chúng ta nói rất nhiều lần là con đường dẫn đến hòn núi, nhưng mà hòn núi không phải được tạo ra bởi con đường. Hay là ở trong kinh có nói rằng có một con đường dẫn đến một tòa lâu đài cổ đó bị bỏ quên. Chư Phật là người khám phá ra con đường đó. Nhưng mà con đường đó không tạo ra cái tòa lâu đài. Tòa lâu đài nó là một cái chuyện khác, mà con đường không có con đường đó thì tòa lâu đài vẫn có. Nhưng mà nhờ có con đường đó thì mình dẫn đến tòa lâu đài. Cái đó chúng ta dùng chữ mắt khác. Và tại sao chúng ta gọi là đạo gì? Bây giờ quý vị nên nhận hiểu một điểm về cuộc sống của chúng ta.
cái cuộc sống này, nếu mà nói theo cái thường tình, là cái nhìn của chúng ta luôn luôn bị vướng vấp bởi hai thứ là vô minh và ái. Cái vô minh và ái đó, đó, nó trở thành một cái gì đó mà nó đeo dính, nó bám sát, và nó không bao giờ cho chúng ta được một cái nhìn mà gọi là hoàn toàn, không bị ngăn che hết. Có nhiều lần chúng đi lấy một cái ví dụ là tại sao những cái viễn vọng kính như là viễn vọng kính Chandra, viễn vọng kính Hubble, hay là bây giờ trong 2 tuần nữa thì chúng ta sẽ có cái viễn vọng kính James Webb được gửi ra ngoài cách trái đất khoảng 1,5 triệu cây số. Tại sao như vậy? Tại vì thưa quý vị, khi mà chúng ta nhìn lên bầu trời như hôm nay chúng ta ở tại Houston, bầu trời nắng và bầu trời xanh, mình nghĩ rằng cái bầu trời đó nó không có chúng ta nhìn ra thấy mặt trời hay là buổi tối thấy mặt trăng vằng vặc, mình không nghĩ có cái gì che hết. Nhưng mà có những sự ngăn che chúng ta không có biết được. Dạ, ngăn che chúng ta không biết. Tại sao không biết được? Là chúng ta nói bầu khỉ, chúng ta nói tới ánh sáng. Quý vị nhìn lên bầu trời xanh thì mình cảm tưởng bầu trời bây giờ nó khác với bầu trời ban đêm. Tại ban đêm là trăng sao hiện ra. Thật ra thì các cái tinh cầu, các cái trăng sao thì bây giờ nó cũng có hết. Nhưng ban ngày chúng ta không thấy được, tại vì cái ánh sáng, nó gọi là light polluted, tức là nó khiến cho chúng ta không có nhìn xa hơn được. Thành ra không phải là bầu trời xanh mình nhìn lên ban ngày đó là tất cả sao nó đều rụng hết, hay là nó biến mất hết, hay là trăng rụng xuống cầu hết, không phải vậy. Mà tại vì ban ngày đó con mắt của chúng ta nó bị ánh sáng mặt trời khiến chúng ta không thấy được. Khi nào mà quý Phật tử đến một cái ban đêm mà đến một cái chỗ đèn rất là sáng đó, thì chỗ đó chúng ta nhìn đi xa chúng ta nhìn không thấy được. Tại vì sao? Cái ngọn đèn quá sáng ban đêm đó, nó khiến cho chúng ta bị mù đối với những cái đối tượng ở xa. Thành ra muốn nhìn thấy chúng ta phải lui vào trong bóng tối mình nhìn. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta rất khó ý thức được những cái cản lực, những cái che phủ của vô minh và của ái ở trong đời sống. Và cái vô minh và ái này đó, nó là một cái bản che vô cùng tế nhị, tinh tế. Tinh tế đến nỗi mà chúng ta hoàn toàn không nghĩ rằng mình có bị vô minh, ái dục. Nhưng mà quả thật là có. Nó rất là tế nhị. Quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Quý vị chờ chúng tôi. Xin hỏi quý vị Phật tử có nghe được chúng tôi nói không? Dạ. Thì thưa quý vị, có những cái ngăn che trong đời sống mà nó làm cho chúng ta không đi nhiều thứ khác mà chúng ta không thấy. Thí dụ như về cái ngã tính chúng ta chẳng hạn. Mình thấy con người mình bình thường không có gì hết. Nhưng mà những cái tự hào, tự tôn, tự phụ, tự thị đó, nó tiềm ẩn ở trong chúng ta, nó hiện diện khắp nơi. Và thông thường chúng ta nghĩ rằng cái rất vô hại, thậm chí nó làm cho chúng ta cảm thấy mình hãnh diện hay cảm thấy mình tự hào là làm gì đó. Nhưng mà chúng ta ít bao giờ biết được rằng nó là những cái
những cái sự ngăn che khiến cho chúng ta không thấy tỏ, không thấy sáng hơn, và chúng ta cố chấp hơn. Cái khuynh hướng của một người mà chịu học và hiếu học á, nó khác với một người mà học mà để tự thị. Ở một điểm là cái người học tự thị họ dễ thỏa mãn, chẳng những họ dễ thỏa mãn mà họ hay rất là phiến diện, rất chủ quan. Nhưng một cái người mà có tâm học đó, thì chuyện đó mình sẽ chịu khó tìm hiểu bằng mọi giá. Mình không hiểu thì phải tìm hiểu, không phải vì mình mắc cỡ, không phải vì mình tuổi tác, không mình địa vị mà không tìm hiểu. Thì đó là một ví dụ cho chúng ta thấy rằng cái ngã tính đó, và nói xa hơn là vô minh và ái dục đó, nó che đậy chúng ta, nó chi phối cái tầm nhìn mà chúng ta không biết. Và mãi về sau này đó, càng ngày nhân loại càng mới hiểu là mình phải đặt miếng bồng kính ở cái một cái quỹ đạo nào để nó có thể thấy tốt hơn. Dạ. Ngày xưa thì chúng ta cho cái viên bồng kính ra khỏi một cái quyển như là viên bồng kính Apple. Nhưng bây giờ người ta phải đặt cái miếng bồng kính ở trong mức độ nào mà nó có thể che được cái ánh sáng của mặt trời. Để làm gì? Để nó có thể thấy những cái xa, rất xa. Và thưa quý vị, người ta nói rằng miếng bồng kính trang web nó có hai mặt, một mặt hướng về mặt trời ấy, thì nó nóng lắm, nó nóng gần như nước sôi về 80 mấy độ. Trong khi đó, cái phía bên kia sau năm với lớp che đó, thì cái ống kính của trang web ấy, thì nó tới trừ 200 mấy chục độ, tức rất lạnh. Một bên rất nóng và rất lạnh. Nhưng mà phải có một cái tấm cản lớn để che ánh sáng và che sức nóng để có thể thấy xa được. Thì trong đời sống mình, thưa quý vị, đi sâu vào trong cái thế giới của giác ngộ, cái thế giới của lắng động phiền não đó, thì nó càng giảm thiểu đi cái sự chi phối của phiền não đó, thì chúng ta càng thấy được rõ và chúng ta có thể thấy được những điều mà trước kia chúng ta chưa bao giờ thấy được. Cái này đó là cái mà rất ư là khó nói trong cái ngôn ngữ bình của chúng ta. Nhưng mà tám chi đạo này đó là một sự kết hợp đủ tinh túy, đủ nhuần nhuyễn để chúng ta tách rời ra khỏi cái sự chi phối của phiền não, dù đó là ở trong tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Bây giờ chúng tôi đề cập đến sang một cái khía cạnh khác của ba vị pháp trợ đạo. Mà ở đây chúng ta nói đến một cái tựa đề mà xuyên suốt trong thời gian qua, quý vị học, đó là giác phần. Dạ, hệ toán yếu về giác phần. Trước nhất thì chúng ta đừng hiểu là những đề tài như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ duy ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất chánh gì, mắt chánh đạo, là nếu cái chi pháp trùng, nếu pháp bản thể trùng thì nó hoàn toàn giống nhau. Không phải. Cái chánh tinh tấn ở trong mắt chánh đạo không giống như cần giác gì, và cần giác gì không giống như là tấn lực, tấn quyền. Tấn lực, tấn quyền không giống như là cần duy ý túc, cần như ý túc không giống như là tứ chánh cần. Mặc dù cái nào cũng là nỗ lực, cái nào cũng là cố gắng, nhưng mà cái nỗ lực đó nó đi với pháp nào và nó tạo nên pháp nào. Chúng tôi lấy ví dụ như là nếu cần hay tinh tấn mà nó đi với tâm thiện hiệp thế đó, nó có một ảnh hưởng khác. Đi tới với tâm siêu thế có một ảnh hưởng khác. Nếu cái thuộc tánh cần đó mà nó nằm ở trong giác chi khác, mà nằm ở trong đạo chi khác, những điều này chúng ta nên phân định cho rõ. Không phải ở trong bất cứ một cái vai trò nào thì nó cũng hoàn toàn giống nhau hết. Cũng như quý vị nói về đồng tiền ở trong ngân hàng nó khác với đồng tiền ở trong chùa, nó khác với đồng tiền ở trong một công ty. Dĩ nhiên nó đều là tiền hết á,
Nhưng mà cái tiền để xài cho mục đích gì đó, cái tiền được đầu tư, cái tiền được được để nhắm vào một cái công việc nào khác lớn hơn, thì cái cách xài tiền nó có khác. Thầy đã nói tiền chưa đủ mà chúng ta phải hỏi rằng tiền đó được xài ở đâu, để làm gì, nó lại có mang một ý nghĩa khác. Thì thưa quý vị, ở đây chúng ta không có cái thời gian để chúng ta làm một cái bản tổng kết toàn bộ của bảy pháp trợ đạo. Nhưng mà chúng tôi muốn nhắc quý vị bốn điểm mà rất cần nhớ. Đó là một, những điểm liên quan đến ba bảy pháp trợ đạo hay ba bảy pháp trợ bồ đề hay là giác phân đó. Đó là những pháp phải hiểu qua cả hai phương diện, pháp học và pháp hành. Riêng trong trường hợp bát chánh đạo đó là phải hiểu pháp hành. Tại sao? Tại vì bát chi đạo, ở trong bát chánh đạo đó, thì tám cái chi đạo này chỉ nhắm vào một đối tượng duy nhất, đó là Niết Bàn hay Niết Bàn, chứ không phải giống như tứ chánh cần hay tứ niệm xứ. Khi chúng ta đề cập đến tứ niệm xứ là gì, đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Mà mình hiểu niệm có nghĩa là niệm thân, niệm thọ, niệm thân pháp thì chuyện đó nó không có đúng ở trong bát chi đạo. Mặc dù ở bát chi đạo có chánh niệm, nhưng mà trong bát chi đạo, cái niệm trong bát chi đạo không có niệm thân thọ tâm pháp, mà là Niết Bàn. Cái này thì cái chúng ta nên phân biệt, đừng nghĩ chúng ta nó khác với nhau. Thưa quý vị, thật ra chúng ta phải hiểu trong cả ba phương diện, pháp học, pháp hành và pháp thật. Điểm thứ hai đó là mỗi một cái đề tài đó nó có một cái ý nghĩa riêng. Như chúng tôi nói về, không phải Đức Phật ngày như thì giờ mà ngài nói tính tấn niệm tuệ là ngũ quyền, rồi ngài nói tính tấn niệm tuệ là ngũ lực, không phải như vậy. Khi mà chúng ta nói về ngũ quyền đó là chúng ta nói về cái nền tảng hay là cái căn cơ, chúng ta tạo gọi là cái cơ địa của người tu tập. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về ngũ lực thì chúng ta nói về cái sức mạnh mà hành giả có thể vận dụng được. Mặc dù cái pháp thì giống nhau là tính tấn niệm định huệ, nhưng mà khi mà chúng ta nói về cái căn cơ hay cái cơ địa khác, và chúng ta nói về cái lực mà chúng ta có thể vận dụng được, thì hai chuyện đó là chuyện khác. Đó là điểm thứ hai mà chúng tôi rất muốn quý Phật tử nên nhớ. Và điểm thứ ba, thưa quý vị, cái đặc điểm của thắng pháp đó là cho chúng ta biết về cái sự hiện hữu của các cái tiềm chất ở trong cuộc sống qua sự nhẫn giải về thuộc tánh của tâm, hay là ở trong giáo trình này chúng ta gọi là tâm sở. Thí dụ như là thuộc tánh cần, nó nằm ở trong tợ tha, thì cần có thể đi với tâm bất thiện, có thể đi với tâm thiện thế, có thể đi với tâm thiện siêu thế. Nhưng mà cũng là cần, nhưng mà ở trong tâm thiện siêu thế là một, ở trong bát chi đạo thì cái vai trò, cái cảnh, cái đối tượng nỗ lực nó hoàn toàn cách khác. Nên chi chúng ta cần hiểu rằng, chúng ta nên hiểu rằng những cái tiềm chất này đó nó không phải là giống như bên Phật giáo Bắc Tông có nói đến cái Phật tánh lương tâm là cái gì có sẵn, và việc có sẵn rồi nó trôi lăn trong đời, thì mai mốt mình phủi bụi, mình xóa tan cái, mình lau cái bụi thì nó hiện ra, và nó hiện ra nó phải có sẵn, mà nó là cái tiềm chất. Cái này hơi khó nói, đó là ở trong tâm bất thiện có cái cần, nhưng mà cái cần đó không phải là cái cần trong tâm thiện, và cần trong tâm thiện cũng phải là cái tâm thiện hiệp thế, phải là ở trong tâm đạo siêu thế. Cái đó khác nhau. Chúng tôi nhớ rằng có một phần tử đó, họ rất là thích bài thơ của Hòa Thượng Viên Minh. Bài thơ của Hòa Thượng Minh và Thượng có biết câu là ta vốn từ thiên thu, đứng trên bờ giác ngộ, nhưng thương đời thống khổ, ta chọn cái phù du.
Thì thưa quý vị, đây là một cách nói khác của một cái quan niệm về cái Phật tính. Tức là từ vô thủy đó là mình đã giác ngộ rồi, đã là có một cái bản, có một cái bản thể thanh tịnh rồi. Nhưng mà vì cái lòng bi mẫn đi vào cuộc đời đổ đời, chọn cuộc sống phù du này. Dạ. Thành ra quý Phật tử thấy cái đó là một cái gì rất là đẹp, khi mà chúng ta nói rằng cái sự giác ngộ của chúng ta nó vốn đã có sẵn. Bài thơ đó có thể nghe rất hay, rất là đạo vị với một số người, nhưng bài thơ đó lại không có trong Phật, cái quan điểm đó không có trong Phật giáo. Thưa quý vị, cái giác ngộ của chúng ta không phải là có sẵn, mà chúng ta có cái tiềm chất, cái tiềm lực nó khác với cái mà nó có. Ví dụ như chúng tôi nói rằng quý vị thấy một đứa trẻ thông minh, quý vị khen so đầu nó con thông minh quá, mai mốt còn học giỏi, thì tới khi nó ra trường nó làm tiến sĩ thì cái sự hiểu biết của nó với một vị tiến sĩ không phải là sự thông minh, mà lúc đó 60 tuổi, mà 60 tuổi nó chỉ cho chúng ta thấy cái tiềm chất thôi. Hai cái này chúng ta phải hiểu nó khác nhau. Cái này thì nó cũng có cái tính cái tính văn hóa ở trong đó. Chúng tôi đã thấy chư tăng bên Nam Tông và người miền Trung đó, thì lại rất là thích cái quan niệm mà về chân tâm Phật tánh. Tại vì cái quan niệm này mà các vị nói rằng mình vốn là có cái tánh mình đã giác ngộ rồi, bây giờ vì cái thương đời mình đi vào cuộc đời, giống mình là một vị Bồ Tát đi vào trong cuộc đời. Thật ra cái chuyện mà đi vào cuộc đời để độ chú độ chúng sanh, đó là cái quan niệm rất là đại thừa, nó không có trong Phật giáo. Ở trong Phật giáo thì chư vị Bồ Tát có hành ba la mật, nhưng mà không phải là cái chuyện mà đến đi tự tại trong cuộc đời hay là trở về với bản lai diện mục như vậy. Mà chúng ta nên hiểu rằng đó là những cái tiềm chất được tu tập, được khai triển. Và đây là một cái điểm rất là tế nhị, nó tạo nên sự khác biệt giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Bắc Truyền. Cho đến gần đây đó, thì chúng tôi thấy rằng ngay cả một học giả lớn của Việt Nam, đó là Hòa Thượng Tuệ Sĩ đó, thì Hòa Thượng cũng chia kinh điển của Phật giáo thành Thinh Văn Thừa, Thinh Văn Tạng, Bồ Tát Tạng chứ hả. Thì thưa quý vị, cái quan điểm về Thinh Văn Bồ Tát á, Thinh Văn Tạng, Bồ Tát Tạng, gần như Tam Tạng Bali thuộc về Thinh Văn Tạng đó, thì nó cũng là một cái khái niệm mà nó tách rời khỏi một cái quan niệm gọi là Bồ Tát. Bồ Tát là những vị mà nhận ra được cái tánh giác nó có từ vô thủy từ ban đầu rồi, bây giờ bị đã hé lộ ra và chúng ta đến đi tự tại trong cuộc đời. Thì cái này chúng tôi nói thật quý vị là mình nói thì có nói vậy thôi, chứ thật ra trong cái sanh tử, trong cái đến đi cuộc đời, chúng ta không có tự tại nếu chúng ta chưa là vị án, chúng ta chưa đắc đạo chứng quả đâu. Còn bảo rằng có nhiều vị nói là bây giờ mình biết cái sống, biết cái chết, mình có thể để lại những cái bài kệ, bài thơ trước khi mình lìa đời vân vân, những cái điều đó thì nếu chúng ta nhìn qua một cái nhãn quan khác đó là do cái quan điểm của chúng ta hơn là một thực thể, hơn là một thực tế. Cái thực tế chúng ta không làm được việc đó. Thành ra ở đây chúng ta nên hiểu rằng tất cả những pháp như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, vân vân, thì nó lại là một cái tiềm chất, chứ không phải cái gì đã có sẵn. Và sau cùng thì chúng tôi mong muốn tất cả quý Phật tử là chịu khó tách rời bát chi đạo ra khỏi cái quan niệm của đạo đức. Đạo đức nó thuộc văn hóa, đạo đức nó thuộc về cái quan niệm là một con người muốn tốt phải về, muốn tốt phải kia, muốn tốt là phải chung thủy với vợ, chung thủy với chồng, vân vân. Cái chuyện đó là quan niệm đạo đức. Nhưng mà bát chi đạo này đó, chánh kiến, chánh tư, chánh niệm, chánh định, nó là cái gì rất là tự nhiên. Ở đây nó hơi khó để chúng ta hiểu rằng giống như chúng ta biết những định luật về vật lý, định luật về khoa học hay định luật trong khoa học đó, tại sao cái ánh sáng này nó gọi là tia cực tím, ánh sáng này gọi là ánh sáng hồng ngoại, thì ở trong ánh sáng cực tím đó, thì cái âm lượng và cái sóng nó đi như thế nào, phải biết đó, cái sự tự nhiên, không ai chế tác được chuyện đó hết. Bát chánh đạo không phải là những sản phẩm do chư Phật sáng tác, quý vị nhớ như vậy. Chư Phật chỉ thấy điều đó và dạy lại chúng ta thôi. Và đó là những cái
thành tố tự nhiên để dẫn đến một cái tầm cao, dẫn đến một sự vượt thoát mà nằm ngoài cái sự chi phối của vô minh và ái dục. Và trong trường hợp này thì ở cái đoạn cuối của giác phần, của tầm yếu về giác phần đó, thì mắt chi đạo ở đây là cái đối tượng là Niết Bàn, là thuộc về pháp thành. Chúng ta không thể hiểu theo pháp học và hiểu pháp hành, mà ở đây dứt khoát là pháp thành. Thực ra đây là một đề tài cũng hơi dài thưa quý vị. Chúng tôi mong rằng có thể nói đại khái như vậy và mong quý vị có dịp nghe và hiểu lại. Chúng ta nghe lại để chúng ta suy nghĩ thêm. Bây giờ thì xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có giáo trình, sẽ có một tăng chi bộ và tương bộ và vị giảng sư là Thượng Tọa Pháp Tịch. Kính đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi giảng dạy phần sau của bài học ngày hôm nay, để chúng con thấy rõ được sự sai lầm của chúng con, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Nam mô Bụt Tha và Nhà Quỳnh xin thay mặt đại chúng tâm trung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng giải những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuân kỷ, không làm các ác nghiệp, hương tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời Chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính tri ân đại đức thầy tri và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Con thành kính anh lại tri ân quý ngài. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Sapa devata sapa bhuta lupa vena
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật pháp Bích Tha Tham Má xin phép được ông Trâm Công Dài dây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bích Tha.